Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam Mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý thính giả cùng chư quý đồng đạo kính mến, để tiếp nối với chương trình đọc lại sấm thi của Đức Thầy hôm nay, tiếp nối qua bài Nghĩ Những Ngày Qua, kính mời chư quý vị cùng lắng nghe. Nam Mô A Di Đà Phật. Có lẽ
cảnh tục sớm tu hành giác thiền đến bên đưa người thế cha đắm hồng trần